Rồi, mình chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà xem và còn đang trồng hành ha. Thì cái miếng gò này là của ông cậu vợ mình. Thì nãy giờ con ta trồng quấy vô tới đây. Đất được làm như thế này rồi tủ rơm ha, tưới ướt. Mà cái bò này bự trồng 6 bụi ha, Hà Tư. Bò này lớn. Hỏi đội trưởng, đây nữa hả? Chào khán giả cái đội trưởng. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Vẫn có câu chào đó chào hoài, không có đổi khác ha. À, vậy là cái câu chào đó là thương hiệu ha. Chào khác là đội trưởng khác. Chào khác người ta nói rồi thôi, vậy là bà khác. Bởi vậy. Không. Đúng 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 đúng. Cầm cài nhiều không? Xong chưa? Mới trồng có 8 bờ à. Cứng quá cứng. Thì cũng sao thì trồng 8 bờ rồi, trồng xưa dữ lắm. Mét một cây. Cái này là nhỏ không luôn hả chị bà? Hành này là hành xanh nha cả nhà. Cách trồng hành này nó cũng đơn giản ha, đơn giản. Đất này mềm à, phải đất đất đám thì là nãy dưới nó cứng, nó mềm chút mà ghim ngon, giờ hư tài hết đâu. Sao nó nằm ở trên nó vậy mà ở dưới nó cứng dữ thôi. Rồi, cây thìa bên đó làm gì lỗ hang không vậy đây? Bỏ hả? Quá trời ơi. Cái bờ này chắc cũng 1m2. 1m2 mới 6 6 bụi. Này đủ đủ hành không hai? Không. Còn hai bờ nữa đó. Trồng hết nhiêu đây ngưng hả? Đây trong vùng nhiều mà thiếu hành ha. Hành được bó lọn vậy nha cả nhà, lạ xong rồi bó lọn vậy. Nhỏ mà quay chứ. Hả? Nhỏ. Hành nhỏ nhỏ thì giống nó mắc mà thì giờ có. Lọn nào tới? Này hả? Ừ. Xấu gì miễn có là ghim đã nên bó lọn hết là cứ trồng chứ. Nãy giờ thì mình cũng trồng cà pháo của mình dưới cả nhà. Rồi mình thấy trồng hành đây mình lên mình quay chia sẻ cho cả nhà xem. Rồi trồng hết hành này là đi đâu? Tì cải hả? Ôi. Tại sẵn đây thấy trồng hành quay chơi chứ đâu có đi đâu quẩy làm gì. Không chơi cải nữa, cải giờ coi. Cải bỏ bỏ gốc chuối đầy đó. Cái gì vậy? Thơ hay vậy? Thơ sao đọc lại nghe coi hai? Đâu đọc lại nghe coi. Đọc 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 lại nghe cái câu thơ đó coi. Đọc lại cho nó quay kìa. Mới nghe câu thơ hay đó mà nghe không rõ. Đâu đâu mà đọc lại cái nãy cái nghe hay hay đó. Gì đâu, cái này nghe hoài mà nhiều khi khán giả ta không có nghe. Làm sao vậy? Trong em
À. Trong tâm thì máu lớn đậu đè cá ăn. Hồi đè cá ăn là ăn hết. Mà cố này. Bố hết rồi. Trời ơi, có đem về phơi khô nữa. Quyền cái đám cây thìa bự bỏ rồi nha. Cá nó lấy em xin lỗi, không chịu nổi. Cãi quá, cãi ăn không nổi. Hai mày cũng nhiều nữa đó. Còn thơi nhiều nữa hả? Nữa. Ghê vậy? Thôi đồng viên đó là đừng biết rồi. Đồng hồi nó trước hết là tôi lên trước. Biết sao biết để im đi. Biết để ai làm cái ấy đi mà la sùm. Mừng đó bây giờ ngoài nhà chị ba đứa tuổi này chị ba lấy cái đồ vô chị ba cái này. Em đâu có gì quải. Mày về quải là đâu có vô. Thì mày tỏ vô, mày đem cái vụ vô cho chị ba không được hả? Trời ơi, công chuyện tùm lum mày. Này chắc cũng tất rưỡi nha cả nhà. Ngang qua 6 bụi. Một nhịp 6 bụi. Đẹp đẹp. Cộng điều ha, đang rắc ha. Y như dăng dây. Cộng hành y như dăng dây ha. Vậy hả? Trời, chơi mà nói gì ghê vậy? Sao bữa nay giờ hiền người ta không lên tiếng đâu. Không bấm chuông gì đó vậy. Em nhìn chị. Em nhìn. Giống như hà tối nó qua thấy à. Tên hàng gọi đợi cái trang ấy, nó nói anh hai để trang chị hai hả chị ba cái đầu của mày. Để có một cái tang ba người ta, ai để tang ba vợ đâu. Vợ không có để luôn hả? Không, để đâu có đóng. Hành này là thiếu giống nha cả nhà. Không đủ giống. Tại này ở ngoài kia dâm có mấy bờ đem vô trồng từ đây đến đây. Này không biết cầu mình không có mua thêm hay không thì mình cũng chưa biết nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè. Cái thề là bỏ hết nha cả nhà. Cái thề này, viên này mấy tấn á, bỏ luôn á. Bỏ nha. Còn đằng đó vô gốc chuối à. Dung đống nào đống nấy, cái tấn 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 không. Cái thề cũng còn ngon quá ngon là bỏ. Ủa, quá uổng không chứ gì. Lúc thì giá nó khủng khiếp, lúc thì gì. Đó, cả nhà thấy không? Đồ đạc là vậy. Thì chuối của hôm nay mình chủ yếu hôm nay mình đi trồng ba cái thìa cà pháo nhà mình á. Sẵn ở đây là mình thấy trồng hành mình ghé mình quay chia sẻ cho cả nhà xem bà con ta trồng hành như thế nào á. Giờ thì mình cũng có công chuyện, bây giờ mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì mình cũng xin nhắc lại ha, thì mình có bán giống quế thái á.
cả nhà có nhu cầu mua hạt giống bên mình thì hãy liên hệ số điện thoại Zalo của mình là 0378338060, mình để trên màn hình nha cả nhà. Rồi thì mình cũng tạm thời kết thúc video đi nha cả nhà. Rồi chào, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của mình nha.